Bây giờ là trận đấu trường thứ nhất của đấu trường thứ hai của kỳ đấu trường lô đài 134, đấu trường 24 giữa hai tay vợt là Nguyễn Thành Tín và Huỳnh Công Hậu, set 1. Tín nhờ bóng 0-2. Kết thúc set 1 là với tỷ số 11-9 nghiêng về cho Nguyễn Thành Tín. Set thứ hai của trận đấu trường thứ hai kỳ lô đài 134 đấu trường 24 giữa Nguyễn Thành Tín và Huỳnh Công Hậu. 0-2. Mình chọn nhất nhiều hơn bạn. Anh thì sợ nhất với bà ông bà đây nó ra mấy ông bà kia nó là cái giường luôn đây chỗ ông bà chết bà
Nói chung chúng ta vẫn là thôi các bạn nha. Như vậy tỷ số toàn cục tạm thời là 2-0 nghiêng về cho Nguyễn Thành Tín. Đây là set đấu thứ 3 của trận đấu trường thứ 2 giữa kỳ 134. Đối đài kỳ 134 giữa Nguyễn Thành Tín và Huỳnh Công Hậu. Tỷ số toàn cục tạm thời đang là 2-0 nghiêng về cho Tín. Chúng ta xem liệu Huỳnh Công Hậu có đấu pháp nào để phù hợp với lại cái lối đánh mà ngắt nhéo rất khó chịu này của Nguyễn Thành Tín hay không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ tỷ 11-6 xét thứ 3 cho Huỳnh Trung Hậu, như vậy tỷ số tận cục tạm thời đang là 2-1 nghiêng về cho Nguyễn Hình Tý. Và bây giờ là xét đấu thứ 4 của trận đấu trường thứ 2 kỳ Lô Đài 134 giữa Nguyễn Hình Tý và Huỳnh Trung Hậu. Tỷ số tận cục đang là 2-1 cho Tý. Xe tư bây giờ tỷ số tạm thời là 3-1 nghiêng về cho Nguyễn Hình Tý. Bây giờ là xe đấu thứ 5 giữa Huỳnh Trung Hậu và Nguyễn Hình Tý. Tý là dẫn trước 3-1 xe 5. Cái gì cô cũng nó đéo cái gì.
Một đều. Một hai. Hai đều. Hai bốn. Ba bốn. Thôi con ơi, đừng đánh nhẹ nhẹ thôi nha, đừng có... Nghe kìa, đấy là thằng sau lưng ông á. Thằng sau lưng ông á. Thằng sau lưng ông á. Thằng Bách. Không không, chú này hỏi Bách là đứa nào chú biết chỉ. Ngắn là 32 vẫn nghiêng về cho Nguyễn Thành Trí. Bây giờ là xét đấu thứ 6.
xét sẽ quyết định là có xét bảy hay không. Đây là xét rất là căng, tại vì bên Tín thì sẽ quyết tâm là ăn luôn, không để xét bảy đêm dài lắm mộng. Hậu thì cũng bắt buộc phải ăn xét này thì mới có xét bảy. À, rất là quật cường, như là nếu chúng ta đứng là chịu đòn đến lúc nào có cơ hội là bật lại. Tỷ số là 1-1, hậu giao bóng, xét 6. Bôn 1-2. Ba, một. Không, không, không được, đổi bên. Con đánh bay qua đây là hoài, không có thể nào được. Bốn, một. Wow. Một, sáu. Sáu, hai. Bảy, hai. 28, xa quá rồi, cơ hội thì rất là mong manh rồi. 38. Chín ba. Bánh nhấp nhả nhà đủ chín bốn. Chín năm ơi, chín năm, chín năm ơi, năm chín. Năm mười. Rất khó chịu. Và kết quả tỷ số là 4-2 về cho Nguyễn Thành Tín.